Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Phương có mua về một ít bánh xèo. Thì bánh xèo này không phải là bánh xèo chảo như bánh xèo ở miền Tây như cả nhà, nhưng mà bánh xèo này là bánh xèo khuôn. Miền Tây thì người ta mới đổ bánh xèo chảo thôi cả nhà. Thì cái bánh xèo này nó sẽ vừa tầm để mình gói với lại cái lá cải vẹt xanh này nè cả nhà. Đó, vừa tầm là mình chỉ bóc bỏ lên là mình gói là mình chấm ăn thôi. Đó, nó rất là gọn luôn, không phải như cái bánh xèo chảo kia. Tuy nhiên cái bánh xèo chảo kia thì nó nhờ được một cái là cái độ giòn á cả nhà, còn như bánh xèo này thì cái khuôn nó đổ vừa nên là không có đổ giòn được á cả nhà. Đó, giờ thì Phương sẽ mời cả nhà cùng Phương ăn cái món bánh xèo khuôn này nha. Đây là cải bẹ xanh nè. Đó, rồi đây là xoài. Thì khi mà mình cuốn mình thêm một ít xoài thì nó sẽ làm cho cái vị chua nó sẽ ngon hơn cả nhà. Còn đây là cái rau thơm, diếp cá với lại bèo á cả nhà. Còn đây không thể thiếu đây là nước chấm nha. Đó, thì giờ Phương sẽ mời cả nhà cùng với Phương thưởng thức món bánh xèo khuôn nha. Đây là bánh xèo đây bên trong nè cả nhà. Phương sẽ cho cả nhà mình coi bên trong của cái bánh xèo này có những cái gì nha. Đó, thì đây là đu đủ cả nhà với lại giá, rồi cái nhân thịt này là nhân thịt vịt đó cả nhà. Cái thịt vịt này người ta cũng bỏ gia vị rồi cả nhà, nên là nó cũng là vừa ăn, cái bột cũng vậy luôn, nên là khi mà người ta làm là nước mắm á, người ta làm nước chấm nó sẽ chua chua ngọt ngọt nha cả nhà. Cái này có đu đủ nên là khi mà mình nhai vô trong á, nó có cái đu đủ rất là ngọt. Phương sẽ cuốn cái bánh xèo này với lại cải bẹ xanh nha cả nhà. Đây, mình sẽ cho vào đây. Đó, cả nhà thấy không? Nó rất là gọn luôn. Mình sẽ cho một ít rau thơm nè, diếp cá với lại ngò gai. Đó, mỗi thứ một ít thôi cả nhà. Đây, sẽ thêm ít cọng xoài nha. Xoài này thì Phương bào sợi rồi cả nhà. Đó, giờ thì Phương sẽ cuốn lại nha. Đó, ăn về thì nó sẽ ngon hơn đó cả nhà. Đây, nhìn ngon chưa? Đây, Phương mời cả nhà cùng với Phương thưởng thức nha. Ngon lắm cả nhà. Trắng thì một thứ đó. Nó có cái vị chua chua á, nước xoài á. Nước mắm á thì mặn mặn ngọt ngọt. Lâu lắm luôn á, hôm nay Phương mới ăn loại bánh xèo khuôn này á. Thì cái này á là người ta đổ cũng rất là nhiều à. Nhiều người thì người ta đổ làm như ví dụ như Phương này ăn làm thịt vịt như cả nhà, còn nhiều người thì người ta đổ là tôm hoặc là thịt ba rọi nè. Bánh xèo mà cuốn như thế này thì ăn nó rất là ngon luôn. Cả nhà mình thích ăn chua nhiều thì mình có thể bỏ xoài nhiều, ăn ít thì mình bỏ ít.
có thêm một ít nấm dai nữa cả nhà, thì nó sẽ ngọt hơn nữa. Mình sẽ không cuốn nha cả nhà, mình sẽ chấm không ăn. Cái bánh nhỏ gọn như thế này thì mình ăn nó rất là gọn cả nhà, mà nó không làm cho mình bị kiểu như là bị ngán. Mình sẽ cuốn tiếp, lựa cái lá nào mà nó to to nhất. Vừa xòi thôi, nhiều quá thì nó sẽ chua quá, nó chua quá thì nó mất cái vị ngon đó cả nhà. Vừa đủ chua thôi. Đây. Đây, Phương mời cả nhà. Để cho biết bánh xèo khuôn với bánh xèo chảo nó sẽ như thế nào nha. Và Phương cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của Phương nha. Nếu cả nhà yêu thích video của Phương thì cho Phương xin một like, bấm vào nút đỏ bên dưới để đăng ký và bấm vào cái chuông kế bên để theo dõi những video mới tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Xin chào.